Đây mọi người, cà phê coi xa xa nha, 150 tô hiệu nha. Đây không gian phía ngoài quán nè. Đó, mặt tiền đường tô hiệu nha, khá là rộng, những cái để xe máy và xe hơi được luôn nha. Rồi đây, đây nha mọi người, coi xa xa. Rồi bắt đầu đi vào trong nha mọi người. Rồi ok. Hello, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Tám Tài TV mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ quay xem mọi người vào quán cà phê Coi Sa Kai nha. Cà phê theo kiểu là cái chép coi nha mọi người. Rồi bắt đầu vào nha. Nói chung là mình đi hơi trễ thì nó cũng hơi vắng. Rồi đây, vào đầu tiên là hai bé nhà mình phóng lên xích đu rồi nè. Chơi té không? Ai dịnh cái đó hả? Đó, bé nhà mình chơi xích đu nha mọi người. Đó, mấy bé rất thích chơi xích đu luôn nha. Đó. Rồi phía bên kia là ngoài cổng vừa vào nè, nó cũng đã có một cái gì ghế để chúng ta ngồi nha. Rồi ok ạ. À, đây hiện tại đây là mùa trung thu, thành ra cái cổng được trang trí theo kiểu trung thu nha. Rồi phía bên này là nó có một cái chòi theo kiểu cung đình. Đây mọi người, bây giờ tấm lại TV sẽ dẫn mọi người lên phía trên không gian phía trên coi. Đây nha, có một chỗ đi lên nè. Đây có một chỗ đi lên, đi lên nha. Rồi mình sẽ đi lên tham quan quán nha mọi người. Đó, rất là đẹp nha. Đó, đây là phía trên nha, phía trên nha mọi người. Đó, rất là đẹp nha. Đây, đó là cái tổng quan chúng ta nhìn từ phía trên nha. Đẹp bây giờ nào mọi người. Đây nha. Rồi bây giờ mình đi xuống phía dưới nha, xuống tham quan phía dưới nha mọi người. Rồi bây giờ mình đi xuống phía dưới nha, xuống lại nha. Rồi hello mọi người nha, bên đây Tám Tài TV sẽ dẫn mọi người đến cà phê Kin nha mọi người. Cà phê Coi Sa Kai nha, ở tôi hiểu nha. Đây bây giờ đang đi vào nha. Đây hai bên rất là đẹp nha. Đây mình thấy không ạ? À, rất là đẹp nha. Đây không gian nè, quán rất là đẹp nha mọi người. Đó, đây nó có quầy pha chế này nằm bên này nè. Đó, phía trên. Ở đó thì ở phía trên cao nha. Đi con, đi xuống đây con. Đó mọi người thấy không ạ? Đó, không gian quán rất là đẹp nha mọi người. Đó, có gì mọi người hãy ghé đây nha mọi người. Em không quên coi địa chỉ nữa. Đây, để bây giờ nè. Đó, toàn cảnh nha. Đây bây giờ nè, đây ở dưới cá dép rất là nhiều nha.
Hello, chào cho mọi người đã quay lại với kênh Tám Thai TV. Mọi người hiện tại Tám Thai TV đang có mặt tại địa chỉ 150 Lô Hiệu nha mọi người. Đây quán cà phê Toy Sakai nha, cà phê chuyên bị cà phê chép coi cho mọi người. Và hiện tại đây là dịp kinh hôn, mọi người thấy mặt với Solo Tám Thai nha. Đó, rất là nhiều cổng vào luôn nha. Đó, rất là nhiều đồng nghiệp kinh hôn để mọi người bài trí cho các bé nha. Rồi, hãy theo chân Tám Thai để tham quan về cái không gian của cà phê nha mọi người. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây nha mọi người, đây nha, ly cà phê nha. Mình ở như là mình là shipper thành ra rất thích uống cà phê nha. Còn mẹ và bé thì uống trà ổi nha mọi người. Đây nha, đây nha mọi người. Đây nha, đây là những bài thức ăn cho cá nha. Nói chung là ở quán có bán những bài thức ăn cho cá luôn. Đây 5.000 một bịch như vậy nè, để cho các bé nhà chúng ta có thể trải nghiệm nha. Là cho cá ăn nha mọi người. Một hồi mọi người cho thôi, các bé mình cho cá ăn nha. Đây là mọi người, đây nha, đó hai anh em đang cho cá ăn nha mọi người. Đó, mẹ các bé đang cho cá ăn nha. Đó, nhiều quá chưa mọi người. Đó, đã rồi chưa nè. Đó, đó, rất là đẹp nha mọi người. Đó, bên này không có con khổng lồ như bên kia ha. Tôi báo kia có con khổng lồ đẹp bây giờ nè các bạn. Đó mọi người, có dịp đi ngang đường Tô Hiệu thì mọi người có thể ghé quán nha mọi người. Nói chung là không gian quán rất là đẹp nha. Đây, đây hiện tại đang vô mùa trung thu á, thành ra cái cổng được setup theo nền tảng trung thu nha. À đây là ở địa chỉ 150 nha. Đây 150 Tô Hiệu nè, Coi Say Ca Cà Phê. Ôi con gái cho cá ăn hả, con cho cá ăn hả, một đống luôn hả, con vui không? À con bụi bồ vàng nữa hả, nó nhảy lên cắn á. Mùi theo mà đó, cái bé đang sinh ăn nè, cái bé cá chép đang sinh ăn nè mọi người. Ô nó quẩy trong nước rồi nè mọi người. Đây nha, bao này con hai bon cho ăn nè. Ê lộ cái này là cả một gia tài nha mọi người. Đó, tiền không luôn đó, đẹp cái chưa nè mọi người. Quán này hả, hoạt động cũng khá là lâu rồi, nhà cũng gần đó, nhưng mà hôm nay là mới thì đánh tài mới có dịp gọi là rảnh mà ghé nghe nha mọi người. Đó, đây là không gian của quán nha mọi người. Không gian rất là đẹp nha, rất là thoáng. Đó, ở đây là nó có các gọi là cái hệ thống mà cái bàn á để chúng ta ngồi nè. Đó, đó bước chúng ta ngồi và xung quanh là chúng ta sẽ để chúng ta giống như là bên này vậy nè, ngồi chúng ta sẽ chơi với mấy các bé gái vậy nha mọi người. Ghế là bằng nệm nha, ghế nệm thêm
Và mỗi quầy là ở đây là nó cũng có ổ điện cho mình để mình ghim sạc luôn nè. Rất là tiện mà lợi nha. Đây mọi người, đó hai anh em bây giờ là đi mua thức ăn cho cá thêm nha. Đó, ăn nhiêu chưa đủ. Này, đây nha mọi người, đây mua thêm thức ăn cho cá nha, để qua cho mọi người coi cảnh cho các bé ăn nha mọi người. Đây mọi người, đó bây giờ là đang cho mấy bé ăn nha. Đó, đó mọi người thấy không ạ? Đó, đẹp chưa mọi người. Bọn cái mà nói chung là tới này TV thích ở quán là nói chung là ngoài cái không gian thoáng mát thì ở đây là cái lượng các bạn nhân viên phục vụ khá là đông và dày đặc nha mọi người. Đó, các bạn rất là nhanh nhẹn hoạt bát và lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ hỗ trợ khách hàng nha mọi người. Đây, ở phía trên này là hệ thống là khoáng á mọi người. Đó, nhưng mà sớm là hơi mua bay bay nè, thành ra quán mới kéo cái rèm lại nha. Đó, rất là rộng nha, nói chung là rất là rộng. Đó, mọi thấy không ạ, rất là rộng nha. Đó, khách thì lúc nào cũng gọi là đầy hết full đó, tại vì hiện tại lên nhân tài đi là hiện tại giờ này là 9:00 rồi, nên là nó quán phục vụ tới 10:30 tối lận. À, bây giờ là cũng 9:00 rồi, thành ra cái lượng khách như vậy là cũng gọi là khá nhiều nha. Đó rồi, thấy đẹp kìa chưa. Đó, anh Hai Thiên Bảo nè, anh Hai Thiên Bảo đang cho cá ăn nha mọi người. Đó, anh Hai Thiên Bảo đang cho cá ăn nè. Đây, cherry nha. Đó, anh Hai Thiên Bảo và cherry đang cho cá ăn nha mọi người. Đó, hai anh em rất là thích nha mọi người. Ba con nè. Trời ơi, cho ăn theo kiểu mà giống như là ăn đó mọi người. Rắc muối. Trời ơi, anh Hai biết đó, theo kiểu rắc muối đó mọi người. Ê, sao không bỏ cái bịch xuống dưới? Rác muối hình chưa? Không được bỏ rác dưới rồi chưa? Chết mấy bé rồi chưa? Được giá. Đẹp bây giờ rồi mọi em rất là thích nha mọi người. Anh em Thiên Bảo và Cherry rất là thích nha. Nói chung là chúng ta uống cà phê nhưng mà chúng ta cũng phải kiếm những cái nơi có không gian cho các bé nhà mình được chơi nha. Nha mọi người, mình chào các bạn đi ba. Rồi, chị đi ra thả tim nha, thả tim đến mọi người nha. Đây mọi người, ba nó muốn bắt con.
bé. Các bé ăn xong hết rồi mọi người, đó bây giờ các bé xuống dưới bơi tiếp nha. Số 1 hả? Cái con cá giờ đó bồn hết. Đó, mới thấy con cá bồn ở dưới kìa. Bây giờ thì nó cũng gần 10 giờ thì còn chỉ còn vài bàn thôi nha mọi người. Cũng còn vài bàn thôi. Đêm đầu quán cũng đã hết rồi. Rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp luôn nha. Đó, ở đây là môi trường nước, là hồ, là được vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ nha. Đó, không, ở đây hồ bị bẩn nha, tại vì hồ bị bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của các cá lắm, tại vì nói chung là trong cái nuôi cá đó thì cá ở cái môi trường nước rất là quan trọng nha. Đó là quầy pha chế nha. Còn cái phía mà phía trước chúng ta đó, ở phía trước đó chỗ hai bạn áo đen đó, đó cái đó là vệ sinh nha. Đây mọi người thấy không ạ? Thấy phía sau lưng tấm đài mà rất là đẹp nha. Đó rất là nhiều lồng đèn kinh hô cho các bé nha mọi người, rất là nhiều lồng đèn kinh hô nha. Đó đẹp bây giờ nè. Cái không gian nè mọi người thấy không ạ? Đó lồng đèn nè, lồng đèn kinh hô rất là nhiều nha. Đó phía sau nè, không gian nè, rất là rộng, rất là đẹp nha mọi người. Nói chung là gia đình tấm đạo bây giờ ghé lại tiếp tục rồi thứ hai thứ ba thế nữa rồi. Nói chung là các bé nữa nó ở đây đó là lý do gia đình tấm đạo tiếp chọn để cho quay lại với cái quán này tiếp tục nha. Rồi nha mọi người, đó hồi nãy giờ là cha con tấm tài chúc mọi người đi cà phê coi Sakai nha mọi người. 750 tôi hiểu nha. Mọi người xem video, nếu mà thấy yêu thích kênh thì mọi người cho gia đình đánh tài TV xin một lượt like, một lượt share và nhớ là subscribe đăng ký ủng hộ kênh cho bà và con đánh tài cũng như gia đình đánh tài TV nha mọi người. Rồi bye bye mọi người, xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ, bye bye.